Xin chào các bạn đã đến với kênh giúp bạn làm chủ CSS Design. Hôm nay là bài thứ tư trong chuỗi series Master Illustrator. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về một đối tượng mới, đó là hình cửa hàng như thế này. Trong bài này thì mình cũng có giới thiệu vài cái cách mà các bạn có thể tạo nên những đối tượng như thế này. Đây, những cái đối tượng này thì mình muốn truyền đạt các bạn cách tạo nên chúng một cách chính xác và không phải làm bằng tay, mà chúng ta sẽ thiết lập cho nó các ứng dụng, những công cụ vào để tạo nên những cái đối tượng chính xác. Trong các bài trước, chúng ta đã tạo ra được ngôi nhà hình cái mái chữ A như thế này. Sau đó là ngôi nhà có áp dụng cái pattern vào cái mái nhà này và cửa hàng như thế này và ứng dụng cách tạo bóng. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với ngôi nhà này. Đây là một cái cửa hàng cửa hàng ngoài trời. Dần dần chúng ta sẽ hoàn thành bức tranh tổng thể về bức tranh flat design này, qua đó các bạn sẽ làm chủ được Illustrator. Để bắt đầu ngay thì chúng ta sẽ tạo ra tài liệu mới để tạo ra cái ngôi nhà như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một tài liệu mới bằng cách vào file chọn new, sau đó chúng ta sẽ chọn kích thước cho tài liệu. Chúng ta sẽ gõ độ cao cho nó, có đây là 2800 cho nó cao để dễ sử dụng. Chúng ta phóng to lên để dễ thao tác. Sau đó chúng ta tiếp tục với dòng công cụ thường dùng nhất trong series này, đó là công cụ Rectangle Tool, những phím M. Thì sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật đầu tiên, đó là như này. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật khác. Chúng ta sẽ thu gọn lại cái đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một hình chữ nhật khác nữa. Theo chúng ta sẽ double đối tượng này bằng cách là những gì on. Sau đó chúng ta sẽ thu gọn đối tượng này lại. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái tâm ngô này để tạo một cái double đối tượng này ra. Sau đó chúng ta sẽ thu đối tượng này lại. Ta sẽ ghép hai đối tượng này lên, đặt sát nhau. Sau đó chúng ta sẽ dùng rectangle tool để vẽ một cái cửa sổ như này. Thank you.
ta sẽ vẽ một cái hình tiếp đến chúng ta sẽ vẽ một cái hình cửa đi thế này, các bạn cứ làm theo thì đương nhiên các bạn sẽ hình dung ra được cái đối tượng cần vẽ. Chúng ta sẽ vẽ cái đối tượng như bài này. Tiếp theo chúng ta sẽ đứt bộ đối tượng này ra, xoay nó lại. Chúng ta sẽ dùng công cụ Direct Selection đi chỉnh cho điểm này nó để các bạn dễ hình dung hơn thì mình sẽ dùng công cụ trong các bài trước thì đó là color pick. Chúng ta sẽ lấy màu của đối tượng bên này, chúng ta sẽ tô màu nó, chúng ta sẽ tô màu những cái đối tượng này hợp lại. Chọn viền, bỏ đi. Sau đó chúng ta sẽ lấy màu của từ bên đây. Chúng ta sẽ dùng công cụ lấy màu này để lấy tương tự. Đối tượng phía dưới này chúng ta cũng sẽ lấy màu của nó. Đây, chúng ta sẽ có màu của nó vào đây. Tròn viên, màu đi. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào đây để màu của cái cửa sổ này, chọn màu dạo vào đây, chọn viên màu đi. Bây giờ tiếp theo trong bài này mà cái điều mình muốn truyền đạt cho các bạn là cách vẽ ra cái mái che như thế này, thì đầu tiên các bạn sẽ tạo ra cái một cái đối tượng đầu tiên là thanh như thế này.
nhớ cho nó. Sau đó các bạn sẽ lấy màu của cái máy này đã là màu đỏ, chúng ta sẽ lấy màu của nó, tô màu vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một đối tượng tương tự lúc bôi ra, và các bạn sẽ tô lên vào màu trắng. Từ hai đối tượng này chúng ta sẽ mở cửa hộp thoại Transform. Chúng ta sẽ lấy đầu rồng của nó, sau đó chúng ta sẽ vào Object, chọn Transform, chọn Move. Đây chúng ta sẽ giảm vào đây là nó theo chiều ngang. Preview xem trước. Chúng ta giảm vào đây. Chúng ta sẽ lấy đồ rồng của hai đối tượng này 36,25 pixel thôi. Sau đó chúng ta sẽ vào Object, chọn Transform, chọn Move, chạm vào đây, Preview, Copy. Chúng ta sẽ nhấn Ctrl D để thực hiện thao tác lúc này, đó là tạo ra một bản sao. Như thế. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ cái điểm trắng này đi. Đây chúng ta sẽ chọn điểm này. Đây các bạn phải chú ý là phải chọn đủ những cái điểm bằng công cụ Selection Tool và nhấn chữ nút Shift để chúng ta có thể chọn nhiều đối tượng, hoặc các bạn có thể là kéo như thế này, sau đó bỏ đi đối tượng này, đối tượng này, sau đó chúng ta sẽ di chuyển nó vào đây. Chúng ta có thể di chuyển nó qua một chút. Các bạn nhấn vào đây, Object, chọn Group để group chụp lại. Và các bạn chú ý là để làm cái đối tượng nó xe máy ra như thế này, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chọn đối tượng cần xe, đây là những đối tượng tách rời. Sau đó chúng ta sẽ do công cụ Free Transform Tool, sau đó chọn Perspective Distort. Chúng ta sẽ kéo, đây chúng ta sẽ kéo cái đối tượng này ra phía ngoài. Chúng ta là nên đầu tiên chúng ta là nên chọn giảm cái độ cao của đối tượng này lại. Nó sẽ thực tế hơn. Rồi, sau đó chúng ta sẽ vào lúc này là Pre-Transform Tool, sau đó chọn Perspective Distort. Chúng ta sẽ kéo điểm này ra bên ngoài. Vậy là chúng ta đã có được một cái máy chơi như thế này. Đồng thời tiếp tục chúng ta dùng công cụ Rectangle Tool vẽ từ điểm này đến điểm này. Sau đó chúng ta sẽ giảm độ cao của nó lại. Đồng thời các bạn lấy màu của cái đối tượng bên này, đây ánh sáng nó sẽ đậm hơn, sẽ ít hơn, tức là nó sẽ tối hơn khi mà nó là hình vuông như thế này. Các bạn thấy chúng ta cần group hai đối tượng này lại với nhau bằng Ctrl G. Sau đó chúng ta sẽ đưa chúng xuống.
Rồi bạn thấy chúng ta đã tạo ra được một cái máy xử lý như thế này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào việc là tạo ra một cái bộ bàn ghế như thế này. Bằng cách vào đây chọn, chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ làm một cái thanh đỉnh như thế này. Đồng thời chúng ta sẽ tạo ra một cái ghế như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra hệ từ như này. Chúng ta sẽ dùng công cụ selection tool. Chúng ta sẽ group hai đối tượng này lại, sau đó đưa vào giữa của đối tượng này. Từ đối tượng này chúng ta sẽ đưa nó lên phía trên cho nó song song với đối tượng này. Từ đây chúng ta sẽ double nó ra bằng cách vào đây và chọn nó sẽ rất thương mại. Ở đây chúng ta cũng sẽ rất thương mại. Sau đó chúng ta chọn mã đối tượng này bằng cách những gì ship chúng ta sẽ hay chúng ta sẽ cắt chúng mày vào giữa, đồng thời chúng ta sẽ đặt chúng vào cái vị trí mà chúng ta muốn. Chúng ta sẽ tô màu nó bằng cách lấy đây, chúng ta sẽ cái màu đỏ của cái này. Đây chúng ta sẽ dùng đối tượng này để tô màu đỏ cái nó trong viên, bỏ viên đi. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy màu của cái này bằng công cụ Color Pick. Chúng ta sẽ chọn những đối tượng này, sau đó chúng ta sẽ vào đây tô màu cho nó trong viên nó bỏ đi. Vậy là chúng ta đã vẽ được đối tượng này. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một cái theo chúng ta sẽ vẽ một cái bóng đen. Chúng ta chọn hai đối tượng này và cho nó cách giữa. Chúng ta sẽ nhìn những đối tượng này lên. Chúng ta sẽ cho nó có màu giống như này. Tiếp theo từ cái này chúng ta sẽ dùng công cụ đã đề cập trong bài trước đó là Knife. Chúng ta sẽ cắt ngang qua nó. Đối tượng này chúng ta sẽ tô màu nó là màu trắng. Chúng ta sẽ dùng công cụ lấy màu, chúng ta sẽ lấy màu này. Từ đây chúng ta sẽ chọn đối tượng này, đối tượng này và đối tượng này vào object chọn group để tạo thành một đối tượng là bóng đen.
Tiếp theo, chúng ta sẽ vào rectangle tool này, chọn để vẽ cái cửa đi như thế này. Đây chúng ta sẽ chọn như thế này. Chúng ta sẽ di chuyển nó xuống dưới. Đây chúng ta sẽ nút con lên. Chúng ta sẽ tạo ra một hình nhân trong này. Tiếp theo chúng ta sẽ tô vào màu trắng. Đây là chúng ta sẽ chỉnh nó lại bằng công cụ slice tool. Đây chúng ta đã vẽ được cái ngôi nhà như này. Về đây chúng ta còn thiếu một cái đối tượng, đó là đội bóng. Chúng ta sẽ dùng công cụ rectangle tool như này. Sau đó chúng ta sẽ tô màu cho nó cái màu. Chúng ta chọn rộng suốt của nó là 5%, 15%. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được một cái cửa tiệm ngoài trời theo phong cách flat design như thế này. Vậy qua bài hôm nay, chúng ta đã học được cách tạo ra một cái mái che như thế này bằng công cụ Free Transform Tool, hoặc các bạn có thể nhấn phím E. Sau đó các bạn nhấn phím E, sau đó chọn Perpetual Tool. Vậy hôm nay chúng ta tạo ra một đối tượng mới trong bức tranh tổng thể như thế này. Các bạn đang xem video hướng dẫn trên kênh giúp bạn làm chủ CSS Design. Nếu các bạn muốn nhận được những bài viết mới nhất mỗi ngày thì hãy nhấn đăng ký kênh và hãy nhấn like nếu các bạn thấy thích video này. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những bài tiếp theo.